lôi xuống á hả? Gì vậy? Cái gì căng thẳng con? Gì vậy? Nói cho tôi biết, tại sao nó dối tôi hả? Tôi dối vậy? Ba hợp lại. Chết cha rồi. Nó hỏi như vậy là nó biết hết rồi. Mình mà không nhận, nó điên lên, nó quấn cho mình giường xương. Bác hai của tôi đã nói cho tôi biết hết rồi. Ông tên là Ba Lành, nhưng đó là tên trên giấy tờ thôi. Còn tên thật của ông là Ba Hợp. Ông có chịu nhận không? Hả? Là tôi nè. Vậy tại sao ngay từ đầu ông không nhận cái tôi là Ba Hợp? Tại sao lấy tên Ba Lành? Tại tên Hợp, tôi thấy nó không hợp, cho nên tôi đổi tên Ba Lành cho nó lạnh. Mà cái vụ án của cha cậu là tôi không có liên quan gì đó nghe. Cha, tôi chưa nói với ông, Ba Thành là cha của tôi mà. Ông có nói không? Nói nhanh cho tôi. Thì bữa ở trong miếu đó, cái hôm mà cậu nghĩ đã tìm ra được hung thủ là người đàn ông có cái tẩu á, rồi cái cậu với con Hân đi vô miếu thắp nhang, vô tình tôi đi ngang tôi nghe được thôi. Vậy là cái tẩu là do ông bịa ra đúng không? Trời ơi, nghĩ ra tới cái chuyện đó cũng nát óc chứ không giận chơi đâu. Rồi tốn thêm mớ tiền ăn sáng của thằng Hân cũng cho tôi mua chuột thằng đó, giờ đổ bể hết rồi. Ông làm tất cả chuyện đó để làm gì? Nói. Nói! Thì tôi là chú của thằng Hân. Cậu biết tôi là Ba Hạp, nhậu nhẹt bê tha, ăn chơi chát tán, rồi cậu sẽ ghét bỏ thằng Hân. Tôi làm tất cả chuyện đó cũng vì cháu tôi thôi. Còn cái chiếc tẩu của người đàn ông đó, tôi tự bịa ra để cho cậu đừng có dắt Hân đi tìm hung thủ nữa, mệt nó, chứ tôi không có ý gì đó. Được, ông nhớ lấy, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ đưa anh em các người ra ánh sáng. Nhớ lấy. Tôi đâu có làm gì đâu, tôi không sợ. Thằng này nó làm tôi sợ quá sợ. Ba Thành ơi, mày có linh tiên, mày hiện hồn về, mày khiến cho thằng Chậm đừng có điều tra nữa. Dù sao chuyện cũng đã xưa rồi, nó mà điều tra ra là tôi chết á. Dù sao tao với mày cũng là bạn thân mà. Ê, Ba Thành, Ba Thành, Ba... Ông làm gì mà ông quảng hồn la Ba Thành, Ba Thành vậy? Ủa, ông thủ từ hả? Tôi thủ từ chứ ai? Tự nhiên ông xuất hiện làm đâu, tôi tưởng Ba Thành hiện hồn. Hiện hồn cái gì? Ba Thành á, nó liền hồn liền xác siêu thoát rồi. Ông nói vậy làm sao? Có cậu nhà dân á tới đây nói là con của Ba Thành, rồi đào lấy cái đầu đem đi chôn rồi. Cái gì? Đầu Ba Thành đem đi chôn rồi? Mà lúc đó tôi thấy cái gương mặt của cậu ta đằng đằng sát khí, giống như muốn giết người vậy đó. Quan quan tương báo, biết khi nào mới chấm dứt. Trời ơi, vậy thà đó đừng có liên hồn liên xác, đừng có siêu thoát. Siêu thoát rồi tôi chết rồi. Ông nói gì kỳ vậy? Mau, tôi không có nói gì hết á. Không ngờ chú của Hân lại là em của ông Thức, mà Hân lại là em gái của mình. Nhất định mình phải trả thù anh em hắn ta. Câu chuyện của cha đã 30 năm trôi qua mà pháp luật không thể can thiệp,
Nhưng mình hy vọng việc đưa hung thủ ra ánh sáng sẽ giúp cha được siêu thoát. Anh Long, anh sao vậy? Sao tự dưng hôm qua đưa em về tới cổng gặp má, cái anh bỏ đi à? Anh Duy Long, anh nè, anh sao vậy? Có chuyện gì rồi đúng không? Có chuyện gì đúng không anh nói em nghe đi. Cô muốn biết về hỏi chú cô sẽ rõ. Tôi không có rảnh trả lời cho cô. Sao lại là con mà không phải là ba con? Bữa nay chú không rảnh, chú gặp ba con có chuyện chút. Chú ba, nhưng mà bữa nay á con muốn nói chuyện với chú. Chú giải thích cho con nghe đi, tại sao anh Duy Long anh giận con mà lại nói con đi hỏi chú? Chú làm gì ảnh đúng không? Trời ơi, sao chú biết? À, chắc có lẽ nó giận con á là do nó ghét chú ba. Không phải, ảnh giận rất là kinh khủng. Ánh mắt của ảnh á không phải chỉ là ghét đâu, mà giống như là căm thù, kiểu sẽ không bao giờ gặp lại mặt con nữa đó. À, chắc lẽ là nó chán con rồi á, nó kiếm chuyện để nó quen người khác á. Con đừng làm phiền nó nữa. Càng không phải, con với anh Duy Long nó đang rất là vui vẻ, ảnh đang đối xử tốt với con lắm, con còn giúp cho ảnh được nhiều việc nữa mà. Bây giờ con không tin là chú ba nói đúng không? Bây giờ con thử lòng nó đi. Bây giờ con đừng có gặp mặt nó, con trốn tránh nó một thời gian. Nếu mà nó thương con á, nó sẽ đi kiếm con thôi. Ừ, nhưng con mà con chuyện gì vậy Hân? Ba. Hay dạ. Mày kiếm tao có chuyện gì? Dạ. À, dạ. Dạ thôi không có gì hết. Con đi nha ba. Anh hai, thằng Duy Long nó biết tên em là Ba Hạp rồi chứ không phải Ba Lành. Sao nó biết được? Hình như là thằng Hai Nhẫn nói cho nó biết làm sao. Tao nhớ ra rồi. Có lần mày bị bắt, tao có nhờ thằng Hai Nhẫn làm giấy tờ bảo lãnh mày ra. Trên giấy tờ mày tên là Ba Lành. Bây giờ em phải làm sao hôm nay? Thiệt là rắc rối. Mày làm ơn đi, đừng có gây chuyện cho tao nữa được không? Trời ơi, em có gây phiền phức gì đâu. Em còn biết là thằng Duy Long nó có một cái người bí ẩn vô hình nào đó áo đen á, giúp cho nó điều tra vụ án á. Sao mày biết chuyện đó? Em nghe thằng Duy Long nó nói chuyện với con Ngân lúc nó đang điều tra vụ án á. Nó còn nói là nó sẽ đưa hai anh em mình ra ánh sáng luôn. Mày nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Chuyện này chuyện của mày, đâu phải chuyện của tao đâu. Tự nhiên đưa tao ra ánh sáng là sao? Nó nói chứ, đâu phải em nói đâu. Mày câm miệng đi, đừng có nói nữa. Giờ mày đi về đi, im miệng giùm tao. Phiền phức quá. Để từ từ tao tính. Anh hai tính giùm em nghe. Cái gì lẽ giùm tao đi. Thằng áo đen là ai? Tại sao 5 lần 7 lượt nó đều giúp thằng Duy Long chứ? Đúng như ông nói, khi tiếp cận với Hân, tôi đã phát hiện ra sự thật. Má tôi cũng chính là má của Hân. Hai chúng tôi là anh em với nhau. Vậy là ông đã biết ngay từ đầu, nhưng vẫn cố tình cho chúng tôi làm chuyện sai trái với nhau. Vậy thì chắc chắn là ông không phải hoàn toàn thuộc về phe tôi. Nhưng dù sao, tôi cũng cảm ơn vì ông đã chỉ chỗ cho tôi về chiếc sọ của cha tôi. Tất nhiên, tôi cũng có mục đích riêng của mình. Nhưng tôi tin chắc tôi và cậu cùng chung một kẻ thù. Và bây giờ, kẻ nào đang giữ cây bà to chính là hung thủ. Bước tiếp theo, tôi nghĩ cậu phải vào nhà trọ một lần rồi. Còn bằng cách nào thì cậu là người thừa thông minh để hiểu được mà. Anh khỏe không? Em hẹn anh ra đây chắc là không phải hỏi thăm sức khỏe thôi đúng không?
chuyện của mình. Liệu có cơ hội nào không anh? Anh tưởng chuyện tụi mình kết thúc là chứ. Em cũng cho rằng là như vậy. Nhưng em luôn tự hỏi bản thân mình, tại sao em không quên được? Em không quên được anh. Mình có cơ hội nào không anh? Trong chuyện tình cảm này, anh đã cố gắng như thế nào? Em là người hiểu rõ nhất. Chỉ trách là chúng ta gặp nhau khi cuộc đời của anh quá nhiều việc, cho nên khiến em phải tổn thương. Nhưng em không cam tâm. Mình quay lại nha anh. Xin lỗi em, người yêu bé nhỏ của anh. Nhưng anh không thể vì tình yêu của riêng mình mà hủy bỏ kế hoạch truy tìm kẻ đã giết hại cha và gây nên cảnh tang thương cho gia đình mình được. Xin hãy thứ lỗi cho anh. Em sẽ làm tất cả mọi thứ để má chấp nhận chuyện của hai đứa mình. Em muốn cho hai đứa mình một cơ hội. Nếu như em hẹn anh ra đây chỉ để tìm câu trả lời, câu trả lời đó là không, anh xin lỗi. Bây giờ anh bận rồi, anh xin phép. Quỳnh ơi! Quỳnh! Quỳnh! Quỳnh ơi! Em sao vậy Quỳnh? Quỳnh! Bác Hai! Có chuyện gì vậy Chấm? Bác Hai! Con vừa được người bí ẩn cho hay. Cái người mà hai cung cấp thông tin cho con điều tra vụ án, họ nhận họ là nhân chứng về vụ án của cha con 30 năm về trước. Nói là cái hung khí sát hại cha con là cái vật gia bảo có hình đầu rồng. Vật gia bảo hình đầu rồng? Dạ. Đồ gia bảo đó nha. Vậy mày bán cây ba tô này đi, ba tụi tao nhậu. Bán cái này hả? Bán cái này á là anh tao giết tao chết luôn á. Tao cũng muốn giữ mẹ đi nhậu tụi bay mà. Đó là cây ba toan có hình đầu rồng của gia đình nhà Hai Thức. Trong vụ án của cha con, Hai Thức là kẻ tình nghi nhất, vì ông ta luôn tìm mọi cách để tiếp cận má con. Lúc mà má con bỏ con đi cũng là đi chung với Hai Thức. Bà Trúc, bạn thân của má con, cũng xác nhận là hai người có tương tình với nhau. Vậy đúng như là bác nghĩ bấy lâu nay, Hai Thức chính là hung thủ. Hai Thức. Anh Long, chị Long, tại sao lại nỡ đối xử với em như vậy? Làm em thương anh lại nỡ chia tay em là sao? Tại sao? Anh Long! Anh Long! Quỳnh! Quỳnh! Chị Long! Quỳnh! 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 Anh Long! Anh này! Là anh thật sao? Là anh hả? Anh đây! Anh đừng rời xa em nha! Anh không rời xa em đâu! Mình đừng chia tay nha! Mình sẽ không bao giờ chia tay! Anh đừng bỏ em nữa nha. Anh không bao giờ bỏ em đâu. Anh yêu em nhất trên đời mà.
Hồi nãy anh tới đây anh thấy em nằm xỉu ngoài kia kìa. Rồi anh định ẵm em vô phòng, nhưng mà anh thấy không có tiện nên anh mới để em nằm ở đây á. Em có sao không? Em không sao hết. Mẹ em là bác sĩ, sao không biết tự chăm sóc cho bản thân của mình? Hay là cái thằng Duy Long đó, nó làm em ra nông nổi như vậy đúng không? Không phải. Không phải là anh ấy, không phải. Anh đi về đi. Làm sao anh đi về được? Anh đâu có thể nào bỏ em một mình ở đây được. Lỡ em xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh không muốn nhìn thấy em như vậy. Quỳnh, cho anh chăm sóc em nha. Em xin anh đi về đi. Quỳnh à. Không, anh đi về đi, anh đi về đi. Thôi được rồi, em bình tĩnh đi. Anh về nha. Cháo cho em nè. Cảm ơn anh. Lần sau anh không cần mất công như vậy đâu. Có gì đâu mà mất công. Là mình vô nha. Hồi sáng á, anh nhờ chị Tư á nấu sớm cho em đó. Nè, em ăn đi, cho nóng nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì không biết. Hôm qua em mê sản. Em không biết có nói lỡ lời gì không. Duy Long, sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy? Làm em thương anh, anh lại nỡ chia tay em là sao? Tại sao? Sao? Em không có nói gì sai hết á. Chắc là cái thằng nhà dằn đó, nó làm gì cho em buồn đúng không? Anh không có làm gì em mới buồn á. Em khờ. Khi mà người ta muốn chia tay em mà em lại hẹn gặp để níu kéo chứ. Chắc là cái thằng đó đã từ chối em đúng không? Từ chối một cách dứt khoát rồi. Em là đau khổ thôi. Tại em biết em còn yêu anh ấy nhiều lắm. Thôi anh về đi, em có thể tự lo được mà. Em ăn hết tô cháo đi rồi anh mới về chứ. Em muốn ở một mình. Nhìn về nha.
chào chị. Chị làm ơn vô báo với cô chủ là có nhà văn Duy Long tới và có nhiều điều bất ngờ cho cổ. Bộ, cậu định nghỉ với khách luôn hả? Sao chị nói vậy? Tôi đi chợ, nghe mấy người đọc sách của cậu nói vậy á, tôi là một trong những người hâm mộ cậu á. Nhưng mà không phải là cậu định nghỉ với khách luôn hả? Chỉ là ngưng tạm thời thôi. Tại vì thời gian này em đang tập trung thời gian và công sức cho cô chủ của chị á. À, chờ tôi chút nghe, vô tôi kêu cô chủ chắc mừng lắm đó. Tại vì cổ là người hâm mộ cậu nhất trong những người hâm mộ cậu á. Cảm ơn chị. Chờ chút nha. Dạ. Vô đi. Cô ba, có anh nhà văn muốn gặp cô. Ừ? Sao chị biết là nhà văn? Thì ngày nào tôi cũng vô phòng cô, tôi thấy mấy tấm hình này nè. Cô nói ảnh là nhà văn, mà bây giờ ảnh đang đứng ở dưới á, là ảnh nhà văn chứ ai. Ảnh đứng ở dưới nhà hả? Ừ. Chắc lẽ là nó chán con rồi á, nó kiếm chuyện để nó quen người khác á. Bây giờ con thử lòng nó đi, bây giờ con đừng có gặp mặt nó, con trốn tránh nó một thời gian. Nếu mà nó thương con á, nó sẽ đi kiếm con thôi. Chị nói anh đi về đi, tôi không có muốn gặp ảnh. Cô, tôi nghĩ là cô nên gặp đó. Tôi thấy á, ảnh chân thành lắm, ảnh có đem hoa, đem quà tới nữa. Chắc là muốn tỏ tình với cô đó. Cái gì? Tỏ tình? Nhưng mà nói chung tôi không muốn gặp. Chị nói là tôi không có ở nhà. Mà tôi lỡ nói là cô có nhà rồi, giờ làm sao? Trời ơi, mệt quá. Ôi, nói chung là tôi không có biết. Chị nói ảnh đi về đi. Chị làm sao đó làm, chị đuổi anh Khôi ra khỏi nhà này là được rồi. Nhanh lên, nhanh đi. Cô ba, chị còn đứng đó nữa, chị đi làm lẹ đi chị Tư. Dạ. Bị lo bị gì vậy ta? Tự nhiên tới gặp mình rồi còn mang hoa mang quà nữa. Chết tôi rồi. Không biết đâu. Ủa, Hân không có ở nhà hả chị? Cổ trên phòng á, cậu không muốn gặp cậu. Cổ nói là cậu đi về đi. Từ bây giờ cổ không làm phiền cậu nữa. Cổ nhắn tôi nói với cậu vậy á. Lúc cổ nói vậy á, chị thấy sắc mặt của cổ giận lắm không chị? Tôi không biết. Tại vì á, cái tiếng của cổ trong phòng vọng ra, cổ không mở cửa. Nói cậu nghe nè, khó quá cho qua đi. Tiểu thư của nhà giàu khó chịu lắm. Tôi á, tôi làm mai người khác cho cậu. Tôi tìm mối khác giới thiệu cho cậu. Cảm ơn chị. Nhưng mà từ trước tới giờ em không có quen chuyện mai mối. Nhưng mà em nghĩ lại, thấy tính của Hân vậy cũng hay. Phụ nữ nên có một chút bướng bỉnh, và trẻ con như vậy thì mới dễ thương. Vậy thì cậu cứ từ từ nhấm nháp đồ dễ thương nó đi ngang. Phải nhanh chóng lấy lòng của Hân, để từ đó mà dễ dàng bước tới. Không được nặng lòng. Chắc là cô còn đang giận chuyện mình lớn tiếng như cô hôm trước đấy mà. À chị, chị có thể cho em vô trong ngồi đợi cô chủ chị được không? Vô. Dạ được. Ra là tên nhà văn chia tay với Quỳnh là để đến với em gái của mình. Chỉ có em là đau khổ thôi. Tại em biết em còn yêu anh ấy nhiều lắm. Phải kết hợp cho hai người đó thì Quỳnh mới toàn tâm toàn ý với mình. Em trai của mình đây mà. Giờ em gái tôi đúng không? Đúng rồi. Chờ từ sáng tới giờ hoa cũng héo rồi. Nhìn bộ dạng anh chắc đi tỏ tình đúng không? Sao anh biết? Tôi một bụng đi nè, để tôi chỉ anh nghe. Phải căn nhà này rồi đúng không? Về đây đi, tôi sẽ nhường lại căn nhà này cho anh. Nói gì chứ nhà cửa đất đai á
thì tôi có thừa, còn Hân ở trong nhà đi theo tôi. Ngồi đi, để tôi lên lầu tôi kêu nó. Ngồi đi. Chị Tư ơi, lấy cho anh này ly nước mát uống nha. Chị đang hết hồn vậy chị? Nếu cậu không có ý muốn làm việc mờ ám thì không cần phải giật mình khi thấy tôi. Cậu muốn uống gì? Chị nói nghe sợ quá, cho em đi nước lọc được rồi. Cậu chờ một chút. Cảm ơn chị. Suy tình nào đang đứng chờ em trước cổng kìa. Em không ra là anh đuổi anh ta về đó nha. Nữa hả? Nè, anh nói ảnh đi đi. Anh đuổi anh đi, đuổi anh đi đi. Em không có muốn gặp ảnh. Ủa gì kỳ cục vậy trời? Thường ngày nó nghe tên nhà văn đó con mắt nó sáng rỡ lên, sao hôm nay kỳ vậy? Anh không biết đâu rồi nha. Anh thấy anh ta có gì muốn nói chuyện với em á, nên anh kêu vô nhà rồi. Em đang nói chuyện với tao xíu đi. Cái gì? Anh kêu anh vô nhà luôn rồi đó hả? Trời ơi, anh nói với ảnh á là em không có muốn nghe anh nói bất kỳ cái gì hết trơn á. Đuổi về, đuổi về, đuổi về đi. Kỳ ta. Đúng là suy nghĩ của phụ nữ khó hiểu thiệt chứ. Anh Duy Long anh tới đây không phải là để tỏ tình với mình, mà anh mang hoa mang quà tới đây để gặp mặt mình lần cuối, xong rồi nói lời chia tay, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vậy thì càng không được. Không được, không được. Nhất định, nhất định là không thể nào để anh gặp mặt mình được. Nhưng mà cũng không được. Nếu mà anh cứ ngồi dưới đó hoài á, thì một hồi nữa ba má mà về thấy ảnh thì thế nào cũng kêu mình đi xuống gặp ảnh cho mà coi. Làm sao đây, làm sao đây? Không thể nào để ảnh nói lời tạm biệt với mình được. Cũng hên là từ nhỏ tới lớn mình hay trốn nhà đi chơi nên có bảo bối.
Em leo lên rồi có xuống lại không? Anh có chuyện muốn nói với em. Anh đi về đi. Em với anh không có gì để nói với nhau hết á. Là bạn gái anh nha. Cái gì? Anh đến đây á, anh muốn hỏi em có đồng ý làm bạn gái anh không? Được chứ, được mà, em đồng ý. Vậy tại sao hồi nãy em chịu gặp anh? Thì tại vì có người nói với em á là phải thử lòng của anh. Có anh có đi tìm em không? Ai mà ngờ đâu hôm nay không những anh đến đây tìm em mà anh còn tỏ tình nữa. Anh chơi lớn quá vậy, làm em kìm lòng không được nên em mới đồng ý đó. Ai nói vậy? Ai nói? Anh không cần quan tâm. Không quan tâm. Nhưng mà cái này anh nghĩ là em sẽ quan tâm. Cái gì vậy? Hôm nay vừa có hoa mà vừa có quà nữa. Sao mà nhiều nghi thức quá vậy? Nè nha, cái khúc này anh đừng có nói là anh quỳ xuống nha. Phải quỳ mới đúng đó. Khúc này không quỳ. Chừng nào cầu hôn mới quỳ. Còn cái này chỉ là hỏi thôi. Hỏi là em có đồng ý làm bạn gái anh không thôi. Nhưng mà em đồng ý rồi, quỳ gì nữa. Anh thấy á, dễ thương quá. Anh nghĩ khi mà em đeo vô sẽ rất là hợp. Cho em lắm. Anh mặc kệ em. Em muốn sao? Hồ sơ của anh đây. Làm sao anh có thể mặc kệ em được, trong khi tâm lý của em đang không ổn định như vậy? Em với anh Long đã dứt tình rồi. Nhưng không ngờ sau một ngày anh ấy lại có thể đi tỏ tình với người con gái khác. Trong nhất thời thật sự em không chịu được. Anh hiểu. Em đừng có buồn nữa. Trời ơi, anh thấy thiếu điều á. Em muốn ăn luôn sợi dây chuyền. Chắc là không thèm ăn đồ ăn của quán này đâu ha. Không có, không có. Ăn chứ. Em trốn anh á hả, chưa có ăn gì hết trơn á, đói bụng muốn chết luôn vậy. Ủa tại sao phải trốn anh? Anh còn hỏi nữa. Thì cũng tại anh hết đó. Tự dưng á hôm trước á thì la em, rồi còn nói á là sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt em nữa. Xong rồi hôm sau á thì đến nhà em tặng hoa. Làm người ta cứ tưởng á anh tặng hoa cho người ta lần cuối gặp mặt, nên là đâu có dám ra gặp anh đâu. Lần đầu tiên trong đời á, anh mới thấy có một người con gái có suy nghĩ kỳ cục vậy đó. Thôi nè, ăn đi. Em ăn con tôm này trước. Con gái gì ăn uống kỳ cục, dính lung lung tà la. Đây cho anh.
bây giờ em là bạn gái chính thức của anh rồi, nên là em cho phép anh có quyền lau môi cho em đó. Không được. Mày sao vậy? Mày sao vậy Long? Sao vậy? Anh lại lạnh lùng nữa rồi hả? Ờ, đâu có. Tại khát nước quá. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi nè. Nè, cho em con tôm ấy nè. Nè. Ờ. Ăn đi. Anh xin lỗi, nhưng vì muốn tìm ra sự thật về cái chết của cha, cho nên anh phải làm điều này. Hy vọng em sẽ tha thứ cho anh. Đây sẽ là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời của em từ trước tới giờ luôn á. Em vô nhà đi. Một tí nào hết á. Bây giờ mới biết tại sao người ta phải về chung một nhà rồi đó. Bởi vì cái khoảnh khắc này nè, cái khoảnh khắc đưa nhau về mỗi đêm, người ta phải xa nhau nên khiến cho người ta không có cam lòng, thôi thúc người ta phải về chung một nhà đó. Em nói chuyện bắt đầu sến, còn hơn tiểu thuyết anh viết nữa. Mệt quá à. Em làm gì á? Em xấu hổ quá. Thôi em xin lỗi anh. Em vô nhà trước nha. Em ngủ ngon nha. Em ngủ ngon. Ngủ ngon. Má, sao má không ở trên nhà nghỉ đi? Sương lắm, xuống đèn chi vậy má? Má định xuống đây hóng gió một chút, sẵn tiện cho thằng Sĩ nó về luôn. Ai về lại gặp hai đứa. Dạ con chào bác. Con là Duy Long, là bạn trai của Ngọc Hân. Chào cậu. Là nhà văn Duy Long nổi tiếng lắm đó má, chuyên viết tiểu thuyết đó. Má thấy con gái của má hay không? Con đọc tiểu thuyết của người ta nhiều quá, xong rồi bây giờ con bắt người ta về viết chuyện cho con đọc luôn đó. Con bé này. Dạ bây giờ cũng trễ rồi, con xin phép bác con về. Thôi cậu về sớm đi, giờ này cũng khuya nên cũng nguy hiểm đó. Dạ con chào bác. Chào cậu. Anh về trước nha. Để con ra tiễn ảnh nha má. Hôm nay con vui lắm luôn á. Sao? Thì tại hôm nay anh Duy Long anh tỏ tình với con, rồi ảnh còn tặng con cái sợi dây chuyền này nữa nè. Sợi dây chuyền này đẹp quá. Nhưng mà con gái nè, lúc nãy má nhìn cậu con trai đó, thiệt tình là má cũng có chút thiện cảm. Nhưng mà con gái làm gì làm, phải tìm hiểu kỹ người mà mình yêu. Con biết rồi mà. Với lại phải yêu nhau thì mới tìm hiểu được chứ. Con cũng đang tìm hiểu nè. Con nhỏ này, nói cái gì cũng cãi hết trơn á. Mình vô nhà nha, để con đưa má vô.
Tiếng đàn là tiếng lòng tôi, đàn ơi hát câu chung. Mình cần tìm ra cái ba tỏ thì phải tiếp cận căn nhà đó thường xuyên hơn. Thương lòng tôi phận kiếp lòng đầu. Vô đi anh. Em đưa anh về ra mắt như vậy á, có sớm quá không? Dạ không có sớm đâu, như vậy á là đúng rồi. Hôm qua em cũng có nói với má trước rồi, má cũng đã đồng ý cho phép em với anh quen nhau mà. Hân. Người mà con gái của mình ngưỡng mộ đó, bây giờ đã là bạn trai của bé Hân rồi. Còn bé có xin phép em là hôm nay sẽ dắt bạn trai về ra mắt em và anh. Dạ con chào hai bác. Anh Di Long, ba của em á nhìn như vậy thôi chứ hiền lắm, dễ nhất nhà luôn đó. Anh đừng có sợ nha. Ừ. Mình ơi, mình sao mình không trả lời? Em thấy cậu Long cũng được mà. Mình thấy được, nhưng anh thì không. Mình có biết nó là ai không mà dám mạnh miệng ủng hộ? Đó chính là người yêu cũ của bác sĩ Trúc Quỳnh, người mà bấy lâu nay thằng Sĩ nhà mình theo đuổi. Còn con nữa, yêu đương mù quáng không biết phân biệt đúng sai sao? Trời đất ơi, có chuyện này nữa hả? Sao không có đứa nào nói cho má biết hết vậy? Hân, sự thật có đúng như là ba con nói hay không? Nói cho má biết đi. Dạ thưa má. Dạ con thưa hai bác, con xin thú nhận, trước đây con với Trúc Quỳnh có thương nhau. Người á mà cậu Sĩ nhà ta thường hay đeo đuổi. Nhưng trước khi đến với Hân thì con với Trúc Quỳnh đã chia tay ông khá lâu rồi. Dạ đúng rồi, con cũng xin phép được xác nhận sự thật này. Bà chưa cho phép, ai cho con lên tiếng hả? Còn yêu đương mù quáng bà không thể chấp nhận. Một người đàn ông nếu như yêu người phụ nữ thật lòng thì không thể nào vừa chia tay người này có thể đến với người khác liền được. Mình à, mình bình tĩnh lại rồi suy xét. Đây là chuyện tình yêu của tụi nhỏ chứ đâu phải chuyện tụi mình đâu. Còn mình nữa, em dạy con kiểu gì vậy để cho nó yếu đuối lụy tình như vậy? Dạy con á thì phải dạy cho nó mở mắt sáng suốt mà chọn chồng, chứ không phải nhắm mắt mà chọn để mà sau này hối hận không kịp. Một lần nữa bà nhắc lại, bà không chấp nhận mối quan hệ này. Ba. Còn cậu nữa, cậu đừng có tới đây. Nếu như để tôi gặp mặt, tôi sẽ cho người đuổi cậu đó. Mình à. Bác xin lỗi con. Tạm thời con cứ về đi. Có gì à, bác lựa lời rồi à, khuyên bác trai lại. Chắc là hôm nay bác trai bị khó chịu gì trong người á, nên trái tính trái nết vậy thôi. Con thông cảm nghe. Dạ bác cứ yên tâm, con hiểu mà. Trong chuyện tình yêu mình phải kiên trì. Vậy thôi con xin phép con về trước. Anh về trước nha. Đợi khi nào ba của em bớt giận mình gặp sau cũng được. Con về. Con về. Má, ba sao kỳ vậy má? Tự dưng cái ba như vậy à? Con không biết đâu. Nếu mà ba cứ ngăn cấm con như vậy á là con tuyệt thực. Con tuyệt thực luôn cho ba má coi. Hân. Hân.
Hình như đứa con gái nào bị ngăn cản tình cảm cũng tuyệt thật hết thì phải. Cô ba ơi, cô không ăn là không có được đâu. Tôi nấu đồ ăn mấy món cô thích nè, cô ra ăn đi. Không, tôi không có ăn. Chị nói với ba tôi là tôi nhịn ăn nhịn uống luôn từ ngày hôm nay. Trời ơi, cô bỏ cơm bỏ nước là chết đó. Thì tôi có muốn sống nữa đâu, tôi đang muốn chết đây nè. Tôi bị ngăn cấm tình yêu, tôi sống làm cái gì nữa. Tôi đang muốn chết, chị biết không? Cô ba ơi, ý tôi không phải vậy. Cô không ăn, không uống, cô không có chết. Mà cô sẽ xanh lè, xanh lét, ốm nhôm, ốm nhách. Cái mặt hốc hác như con ma cà rồng vậy á, sao quắc hả? Tôi chết. Lỡ mình xấu thiệt rồi sao ta? Tôi xấu thì kệ tôi. Tôi chết đó, tôi thành một con ma xấu xí. Tôi sẽ về trong giấc mơ của ba tôi, để ba tôi ân hận vì những gì đã làm. Chị đi ra đi, chị đừng có nói nữa. Vậy á, còn đồ ăn tôi nấu cho cô làm sao? Đồ ăn chị nấu cho tôi thì chị ăn luôn đi. Đi hết đi, tôi không có nghe ai nói gì nữa hết á. Ăn giùm nữa hả? Ở cái nhà này ăn giùm riết cũng khổ lắm chứ bộ. Tình sáng như trăng, tác giả Duy Long. Mà sao bây giờ cuộc tình của mình phía trước nó tối thui vậy nè. Mình à, chuyện hôm nay em thấy mình cũng hơi gay gắt với tụi nhỏ. Chuyện tụi nó yêu nhau không có giống như thời của mình đâu anh à. Tuy là tụi nó yêu nhanh chóng, nhưng mà em nghĩ thằng Long cũng xứng đáng với con Hân nhà mình. Anh có thể nào bớt nóng giận, tác hợp cho hai đứa đến với nhau được không? Hải à, anh xin em đó. Em ở trong nhà riết rồi, chuyện gì xảy ra bên ngoài em cũng không biết nữa. Người tốt hay người xấu em cũng không phân biệt được là sao? Đúng là em ở nhà em cũng có khù khờ, nhưng mà cảm giác của em về một ai đó không bao giờ sai cả. Em mong là anh rộng lòng, đừng gạt đi mối lương duyên của con gái mình. Em dựa vào đâu vậy? Em dựa vào đâu mà cho rằng đó là mối lương duyên tốt cho con Hân? Hay là sắp tới con Hân phải đón nhận những chuỗi ngày bi kịch cho cuộc đời nó? Thôi em ra ngoài giùm anh đi, đừng cố gắng nói thêm những lời vô ích với anh nữa. Thằng Chẩm, mày muốn bày trò gì khi quen con Hân để vào cái nhà này chứ? Được, muốn chơi thì tao sẽ chơi với mày. Ba má cấm con nên con mới như vậy, chứ con không có muốn đâu. Khoan đã, cô dọn đồ về đây
là đổ bể hết kế hoạch của mình rồi. Mình vô nhà cổ để lấy cái ba to chứng minh cha mình vô tội, chứ đâu phải để cổ dọn đồ bỏ theo mình. Em vừa nói là qua để ở chung với anh hả? Không được đâu, cha má em vốn ghét anh sẵn rồi. Bây giờ mà em dọn nhà qua đây ở nữa thì chắc là cha má em không nhìn mặt anh luôn. Em mặc kệ, giận thì cũng đã giận em rồi, giận thêm tí xíu nữa cũng có làm sao đâu. Với lại hả, em còn giận ba em lắm. Ba em làm gì dám giận ngược lại em. Đi, mình đi vô nhà đi, em nấu cơm cho anh ăn, em đói bụng lắm rồi. Khoan, nói sao cho em hiểu ta. Nói sao cũng không được hết á, nhưng mà vấn đề quan trọng là chuyện của mình còn nhiều cách để giải quyết, cách này là không ổn đâu. Em mặc kệ, em chỉ muốn yêu anh thôi. Anh hiểu, nhưng mà cha của em á rất là ghét anh, có định kiến với anh rồi. Em mà làm như vậy á, bây giờ nhìn mặt cha em á, anh còn không có cơ hội nhìn nữa. Lấy đâu á tụi mình quen nhau? Anh nói vậy cũng có lý, nhưng mà em lỡ xách đồ qua đây rồi giờ sao? Hay bây giờ vậy đi, bây giờ anh đưa em về nhà, biết đâu nhờ vậy á cái cha má em có thiện cảm với anh từ từ, lúc đó có thể cha má em cho hai đứa mình quen nhau. Vậy về hả? Đưa cho anh. Lên xe. Thấy chưa? Đó nghiêm túc với mình, anh Long chưa bao giờ đối xử như vậy. Quân, đồng ý làm bạn gái anh nha. Cần phải trả lời ngay lúc này, anh sẽ chờ đợi em được. Cái thời của má đó đâu có cái chuyện mà tỏ tình cầu hôn rườm rà vậy. Hãy nhắm thấy thương ai á là nhờ người ta tới dạm hỏi, đối phương gật đầu một cái là có cái đám cưới liền. Con nè, con với anh Sĩ cũng vậy đi, má ngó tới ngó lui ngó qua ngó lại không ai bằng nó hết trơn á. Má chấm cho nó 10 điểm rồi đó. Má, chần chờ cái gì nữa. Má thấy nó nè, vừa đẹp trai nè, con nhà giàu mà lại rất thương con. Đâu có ai mà chịu chạy theo đứa con gái vừa vô tâm vô tình như con. Má nè, má làm không được, nó làm được rồi, thì con ưng nó đi nha. Với cái độ lì đòn trời phú như con, con sẽ vượt qua các ải mà đến với con gái của bác. Con gái, má gần đất xa trời rồi, má nằm nhà thương lâu quá trời luôn, mà bác sĩ đoán không ra bệnh cho nên không có cho má về. Với lại á, cái đứa con gái ngang ngược bướng bỉnh như con mà có được tấm chồng tốt như vậy mà con không ưng thì làm sao á má yên lòng nhắm mắt đi. Quỳnh, em đồng ý đi cho má vui được không? Nha, cầm quá mau lên, người ta cầm lâu quá rồi kìa. Tình nè, tỏ tình xong rồi thì thể hiện cái gì đó đi. Trời ơi, sao lại né anh vậy? Gì cũng được rồi má. Trời ơi. Tình yêu của tụi trẻ thiệt là đẹp biết bao vậy đó. Để kết thúc cái quãng thời gian tươi đẹp đó, thể hiện bằng cái đám cưới đi. Má thấy đúng thời điểm rồi đó.
Tư. Chàng ơi, cô Hân tự nhiên bỏ nhà đi là ông bật la bà sáng giờ, à không lên công ty luôn đó. Bộ ba của tôi giận dữ lắm hả chị Tư? Ừ, ít khi ông giận lắm. Xưa giờ ông có giận á cũng đâu có la bà đâu, nay là thẳng mặt bà luôn. Tôi thấy tội cho bà, bà toàn binh cô không đó, nên cô vô trỏng lẹ lẹ đi. Vậy thôi, mình về nhà trọ đi anh. Không được, nghe lời anh, vô nhà đi. Nuông chiều Trí Trọ Hưng, cho đi làm công ty á thì ngày làm ngày không, suốt ngày lông bông chạy theo cái thằng nhà văn đó. Mình thấy không, bây giờ nó bỏ nhà đi luôn rồi đó. Thì từ từ mình cho người đi tìm con nó về, con nó còn nhỏ mà mình. Còn nhỏ cái gì mà còn nhỏ, suốt ngày mình nói nó còn nhỏ vậy đó. Vậy mà bây giờ dẫn trai về nhà đòi cưới kìa. Nó chỉ dắt về ra mắt gia đình thôi, với lại tuổi còn Hân cũng là tuổi có bạn trai được rồi mà. Mình cứ gay gắt quá như vậy nên thành ra như vậy rồi đó. Trời ơi là trời, ông bà mình nói đúng mà, con hư là tại mẹ. Thôi được rồi, nó muốn đi luôn tôi cho nó đi luôn, coi như tôi chưa từng có đứa con này. Dạ, con chào hai bác. Là cậu sao? Hân, Hân à, con đi đâu vậy Hân? Con thưa ba thưa má. Dạ con xin lỗi hai bác, vì để chuyện này xảy ra. Hôm nay con đưa em Hân về đây để cho hai bác thấy là con thương em Hân thật lòng. Qua chuyện này con muốn hai bác thấy được tấm lòng của con. Bác cũng cảm ơn con. Cũng may là con gái của bác nó gặp con, chứ nó trẻ người non dạ. Con biết khuyên nó như vậy là tốt quá rồi. Mình, em thấy cậu Long cư xử như vậy cũng hợp lý. Cậu Long cũng tốt, biết khuyên con Hân nó về là tốt lắm rồi mình. Em nghĩ là mình nên suy xét cho hai đứa nó có thời gian. Mình để anh nói. Nhà này có gia phong quy củ rõ ràng, người lạ con muốn cũng không được phép vào nhà. Ba, sao ba cứ nói như vậy vậy? Anh Duy Long mới là người con thương chứ có phải người lạ đâu ba. Đúng rồi đó mình, cậu Duy Long cũng là người yêu của con Hân, trước sau gì cũng là rể nhà mình chứ có phải là người lạ đâu. Một khi tôi chưa chấp nhận mối quan hệ này thì vĩnh viễn là người lạ trong cái nhà này. Còn cậu, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi gặp mặt cậu. Còn bây giờ xin mời cậu ra ngoài. Nếu con làm gì sai thì con xin lỗi bác. Thật tình thì con rất là quý mến ngôi nhà này. Con hy vọng một ngày nào đó bác sẽ đồng ý con đường đường chính chính bước vào ngôi nhà này à. Đi ra ngoài. Mình ba đừng có đuổi Như Long nữa. Ba mà đuổi ảnh là con đi theo ảnh luôn. Tư, mình giữ cô ba lại. Mình à, mình bớt nóng đi mình. Từ từ rồi mình dạy con mà mình. Chị làm cái gì vậy? Chị bố tới đá con, chị làm gì kỳ cục vậy hả? Ông đang giận kìa. Buông ra coi, chị làm cái gì kỳ cục vậy? Buông ra. Ông đang giận cô ba. Con à, nghe lời hai bác đi. Con chỉ phép hai bác con về. Đi ra ngoài. Anh Duy Long, cô ba. Mình thấy chưa, giải của Hân đàng hoàng vô. Đưa nó lên phòng, khóa trái cửa lại. Chừng nào nó nghe lời thì thôi. Mình à, má. Mình, má sao kỳ vậy? Má. Mình à, mình ơi. Má, mình. Má cứu con á. Nghe lời không? Cậu theo ba. Nhảy lên. Con ghét má. Cậu lên lầu cho ba. Nè, chị Tư, tôi biết chị ở ngoài mà, chị mở cửa cho tôi đi. Cửa cho con đi mà má. Cô ba, cãi cho tôi đi. Ông chủ dặn á là không có được mở cửa cho cô ba ra ngoài. Nếu mà tôi liền mà mở cửa cho con á, ông chủ nổi gì tôi đó. Chị nói với ba má của tôi á, nếu mà không thả tôi ra thì tôi chết ở trong đây luôn cho ba má tôi vừa lòng. Mở ra, mở ra. Cô ba, con bé nó sao rồi? Bà chủ, cô ba. Má, má mở cửa cho con đi. Không con, đầu cho má một coi nè. À, tôi đập đầu tôi chết rồi đau quá. Hân à, con không có được đập đầu như vậy.
Con nghe má nói nè, bây giờ con không được đập đầu, không được làm gì hết. Con ăn một miếng cho khỏe rồi nghỉ ngơi đi nha Hân. Má kỳ lắm, má cuối cùng cũng giống ba thôi, má cũng theo phe ba. Má cấm cản con. Mở ra. Cô ba nói á là nếu nhốt cô ba sẽ không ăn uống gì hết. Nếu không thả cô ba ra, cô ba sẽ... Trời, trời đất ơi, Hân ơi, con đừng có dại dột bà Hân. Trời đất ơi, cái con bé này sao tính tình này càng ngang ngược à. Riết rồi nó giống bà của nó. Nó bây giờ chỉ nghe lời chú ba thôi, mà tiếc là chú ba đang ở xa quá. Mở ra, mở cửa ra, con đập đầu nè. Chú Phi, chị tự xuống dưới đi để tôi lo cho. Dạ, tôi xin phép. Chú thấy rồi đó, tính tình của hai cha con nó y hệt nhau. Tụi nó không được, không biết phải làm sao nữa. Dạ, chị hai an tâm đi. Em thường xuyên nói chuyện với cô ba, chắc có thể em khuyên được cô ba. Cô ba cũng nghe lời em dữ lắm. Thôi để em khuyên cô ba cho. Chú nói đúng đó, nó chỉ nghe lời của chú và chú ba thôi. Thôi thì trăm sự nhờ chú. À, chú Phi, con không được ra ngoài. Cho con ra ngoài đi mà. Chú nói không được mà. Chú, nếu mà chú tới đây chỉ để khuyên con nghe lời của ba con thì chú đi về đi, con không muốn nghe đâu. Con biết chú theo phe của con mà. Có gì cứ nói chú nghe nè. Chú Phi, ba của con kỳ cục lắm. Là nhà văn thì đã làm sao? Nhà văn thì cũng là một cái nghề đàng hoàng, người ta cũng kiếm tiền lương thiện. Chú có làm cái gì đâu, tự nhiên cái ba con cấm cản à. Chưa kể anh Duy Long á, ảnh lại là một nhà văn rất là nổi tiếng, bao nhiêu người hâm mộ như vậy. Khó khăn lắm á con mới được ảnh chấp nhận tình yêu này. Con không thể nào vì nghe lời ba con mà từ bỏ đầu hàng tình yêu này đâu. Thôi, nghe lời chú mà. Ba má của con á làm chuyện gì á cũng có cái lý của họ. Tất cả mọi chuyện á cũng là vì con thôi. Nhưng mà con không phục, chỉ là lý do nghề nghiệp thôi thì con không phục một tí nào hết trơn á, nó rất là vô lý. Con có nhớ vụ cậu Long tới công ty của mình á để điều tra việc khuất tất của công ty không? Con nhớ. Nhưng mà chuyện đó thiện sao, có liên quan gì đâu. Lần đó anh cũng có điều tra được cái gì đâu. Thì không điều tra được gì, nhưng mà quan trọng là ba con tin điều đó không? Với lại tình yêu của cậu Long dành cho con có đúng như vậy không? Không, nhưng mà con tin ảnh. Con tin đó là ảnh thương con thật lòng, chứ không phải là vì bất kỳ một âm mưu gì khác hết đó. Thì chú và con á đều tin là chuyện đó, nhưng mà ba con thì không. Con an tâm đi, chú sẽ lựa lời nói chuyện với ba con. Nhưng mà bây giờ con cần ra ngoài, bây giờ con phải đi. Thôi, đừng có làm khó chú nữa. Con phải tin chú. Chú Phi, nghe lời chú đi, đi vô phòng để chú nói chuyện với ba cho. Chú Phi. Thôi. Nhưng mà nè, nè. Kể giùm em chứng từ nhập khẩu gỗ của chi nhánh trên Đà Lạt nha anh. Thường mấy chứng từ này á, cô phải đưa qua cậu Phi ký nháy rồi mới đưa lại cho tôi. Tại sao hôm nay lại đưa thẳng cho tôi vậy? Do chứng từ này còn gấp nên... À, thôi được rồi, để hồ sơ đi, tôi nói chuyện với anh Lâm cho. Dạ. Nhìn Lâm á, có vẻ mệt mỏi ha. Chắc có chuyện gì buồn. Tôi đâu có gì, chỉ là đang bực bội chuyện gia đình thôi. Để em đoán nha, ở nhà chị hai thì chắc chắn sẽ không làm anh Lâm buồn đâu, chỉ có cậu hai với là cô ba thôi. Mà em lại nghiêng về phần cô ba là anh buồn nhiều hơn, tại vì anh đặt niềm tin rất nhiều vào cô ba. Con Hân nó đòi quen nhà văn Duy Long. Ai lại trước cọp vào nhà mình bao giờ? Là chuyện viết sách của tên Long đó làm anh Lâm buồn lòng hả? Một phần thôi. Tôi có việc này quan trọng hơn muốn hỏi cậu đây. Hôm qua
tôi tình cờ nghe cậu nói chuyện với con Hân về việc thằng nhà văn đó từng đột nhập vào công ty của chúng ta để lấy thông tin hoạt động buôn bán mà viết báo, có đúng vậy không? À, dạ chị nói là có, nhưng mà em đã xử lý xong hết rồi, nên em không nói cho anh biết để anh đỡ lo vậy mà. Trời đất, chuyện lớn vậy mà tại sao cậu không nói cho tôi biết? Có khi nào thằng nhà văn đó muốn chui vào nhà của tôi quen con Hân vì mục đích riêng của nó, cũng giống như là nó đột nhập vào công ty của chúng ta. Mà cậu đó, nhớ cẩn thận. Đối với thằng nhà văn này, tôi muốn trừ khử nó trước khi nó phá nát công ty và gia đình của tôi. Chuyện nó đơn giản mà anh. Anh có từng nghe câu muốn bắt cọp phải dụ nó vô hang không? Là sao? Cậu có thể nói rõ cho tôi nghe được không? Chẳng phải anh Lâm từng muốn trừ khử tên Di Long này mà bất thành đúng không? Vậy tại sao không nhân cơ hội này dụ nó vào nhà, mình khoanh vùng nó lại? Cậu nói cũng có lý. Lúc con Hân đòi quen với thằng nhà văn, tôi bực bội quá, đầu óc thì mụ mị, chẳng nghĩ ra được điều gì hết. Hân, sao mà ra đông nổi như vậy hả con? Có chuyện gì thì nói cho ba má biết chứ. Cô ba sắp chịu hết nổi rồi kìa bà chủ. Kêu xe cứu thương mau lên, đứng đó nữa. Hân con ơi, đó con à. Ông thấy chưa, chuyện nó quen bạn trai mà ông cũng cấm lên cấm xuống. Lỡ như hôm nay mà có mệnh hệ gì thì ông cấm ai hả? Muốn bắt cọp phải dụ nó vô hang. Chẳng phải anh Lâm từng muốn trừ khử tên Di Long này mà bất thành đúng không? Vậy tại sao không nhân cơ hội này dụ nó vào nhà, mình khoanh vùng nó lại? Hân à, con gái cưng của ba, bây giờ ba đã hiểu lòng con rồi. Con yêu cậu Long thật lòng, nhưng mà không lẽ con yêu cậu ấy còn hơn chính bản thân của con nữa hay sao? Con gái à, ba cấm cản con là vì lo cho hạnh phúc của con đó, chứ làm sao ba cam tâm nhìn con trong tình cảnh như thế này. Thôi được rồi, ngày mai á, con kêu cậu Long tới đây gặp ba má nghe. Ba má. Con à, con. Ba má nói như vậy là ba má cho phép con và Như Long yêu nhau hả? Con cảm ơn ba, con cảm ơn má. Ông nên nói sớm hơn thì đâu có cớ sự như vậy. Tôi biết rồi, tôi xin lỗi. Ba xin lỗi con, ba xin lỗi con. Con cảm ơn ba, con cảm ơn má. Sắp tới đây, cậu sẽ được ba của cô Hân đồng ý. Nhưng bước tiếp theo mới là quan trọng. Sẽ có nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi cậu. Sáng sớm em qua đây để biết em mừng thôi. Sao anh bình thản quá vậy? Bộ nó không vui hả? Mừng, mừng chứ. Mà sao tự nhiên ba của em cho tụi mình quen nhau vậy? Thì từ cái hôm mà anh bỏ về đó, cái ba em bắt nhốt em ở trong phòng, em bực dữ lắm. Ban đầu em tính hù dọa ba má em tí thôi, ai mà có về. Kỳ vậy ta.
giờ này á, đáng lý ra chị Tư phải bưng cơm vô rồi chứ. Cô Ba ơi, tôi đem cơm cho cô nè, tôi vô nha. Anh còn cười được nữa. Bộ anh vui lắm hay sao mà anh cười? Không vui, mà thấy em ngốc thôi. Sao em ngốc vậy? Lỡ như em có chuyện gì, có phải là anh hối hận cả đời không? Anh hối hận vì em á hả? Đương nhiên rồi, tại vì em có chuyện gì liên quan tới anh mà. Vậy có nghĩa là anh hối hận vì tại anh mà em bị như vậy, hay anh hối hận bởi vì anh thương em? Di Long, anh có thương em thiệt không vậy? Thương? Thương sao không thương? Nè, đứng đây đợi anh nha. Anh vô dọn đồ ăn sáng, hai đứa mình cùng ăn. Không chiên hả? Ừ. Công nhận á, anh giống má của em ghê á. Má em á cũng khoái ăn cái món này lắm luôn á. Mà hỏi tới á thì má nói tại hồi nhỏ ở Long Xuyên lúc nào cũng ăn sáng một món này hết á, nên là thành thói quen luôn. Mình phải hành động thiệt nhanh mới được, tìm cho bằng được cái baton và kết thúc nhanh mọi chuyện. Câu chuyện này càng để lâu càng không được. Vâng nè, anh khát nước quá. Nè, anh uống đi. À không, ý anh là anh thèm nước mía quá. Anh này ngộ, tự dưng thèm nước mía. À, tại vì hôm nay có chuyện vui mà anh muốn ăn mừng, cho nên em đi mua hai bịch nước mía về uống ha. Chưa thấy ăn mà uống nước mía như anh. Được rồi, vậy ngồi đây đợi em nha. Em đi làm về liền. À. Chị đừng làm vậy mà chị. Chị ơi, chị đừng làm vậy mà chị. Chị ơi. À. Chị, đừng giục sách em mà chị. Ủa anh Long, có chuyện gì vậy? Nè, cái chị kia, chị la sao tự nhiên vô nhà người ta liện đồ liện lạc vậy? Nhà tôi với nhà ai? Nhà tôi muốn cho ai ở là cho. Ai nợ tiền hay ai quỵt tiền tôi tống cổ ra đường. Ai nói với chị là anh giật tiền nhà chị? Đây, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng nè. Nhà văn, nhà thơ nổi tiếng gì mà không có một đồng bạc. Về quê chăn dịch đi. Nè, tôi thấy chị ăn nói chuyện hơi bị quá đáng rồi đó. Nè, cái này lỗi tại anh. Tại vì mấy tháng nay anh không có viết tiểu thuyết, với lại anh cũng không nhận tiền nhuận bút, cho nên để em trả cho. Thôi, anh không nhận đâu. Anh không có quyền không nhận. Chẳng lẽ em đành đoạn để người yêu của em đầu đường xó chợ hả? Anh thiếu chị bao nhiêu tháng tiền nhà để tôi trả? Thôi, muộn rồi. Nhà này có người đặt cọc rồi, cũng trả tiền rồi. Thôi xin lỗi nha, tôi còn làm ăn nữa. Chiều nay hai người làm ơn dọn ra giùm tôi đi. 4 giờ tôi qua lấy nhà đó. Ủa anh, bà chủ nhà bà cho mình gửi mấy cái đồ cồng kềnh, đến khi nào tìm được chỗ ở mới thì chuyển sau hả? Bà cho mình gửi, nhưng bà tính phí chứ không có miễn phí đâu. Trời, tính phí nữa. Thiệt sự luôn á, người phụ nữ gian ác nhất thế gian á là bà đó chứ không ai hết trơn. Nghĩ sao tự nhiên đuổi người ta điên vậy đó, làm trở thành người vô gia cư luôn à. Coi nè, thảm ghê chưa, cũng phải cho người ta thời gian để người ta sắp xếp chứ. Anh Di Long, bộ anh không có bất kỳ người thân nào hết để nhờ giúp hả? Anh có một ông bác ở Vĩnh Long, xa quá cho nên không về được. Anh, em có cách này nè. Hay là về nhà em nha. Chị Tư, còn Hân nó có nói với chị là nó đi đâu không? Dạ không có, tôi chỉ thấy cô Ba ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng. Còn đi đâu nữa? Đi qua nhà thằng Duy Long chứ đi đâu. Coi nói nó, dọn qua đó ở luôn đi. Vô đây đi anh. Hân, vô đây anh Long. Ba má con đi đâu vậy? Ừ, ba má cho anh Duy Long ở đỡ nhà mình vài hôm nha. Tại vì ảnh chưa có tiền á, nên bị bà chủ nhà đuổi ra rồi.
Trời đất ơi, chị mà khổ vậy con. Thôi được rồi, cứ dọn qua bên đây ở vài hôm, nhà bác còn trống vài phòng. Đúng đó con, hai bác hay đi chùa, thấy hoàn cảnh nào khó khăn thực sự cũng ra tay giúp đỡ. Con cứ ở lại đây, khi nào mà kinh tế tốt lên thì tìm nhà khác ở cũng được. Ừ. Con cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời của hai bác. Con sẽ cố gắng tìm nhà trong thời gian sớm nhất ạ. Nhà văn nổi tiếng kìa. Nhà văn nổi tiếng không có tiền đóng tiền nhà trọ, qua đây ở nhờ nhà bạn gái hả? Sĩ, con lớn rồi, bớt anh nói lỗ mãng lại đi. Con đi ra ngoài mà gặp người nghèo khổ con cũng hỗ trợ, huống gì đây là em gái của con. Con nghe, có nghe câu chuyện tình Romeo và Juliet của cô em gái bé nhỏ của tôi rồi. Tại hạ cam phục, cam phục. Nhà văn nổi tiếng kiểu gì có mấy đồng đóng tiền nhà trọ cũng không có, rồi sau này làm ăn được gì hả cô em gái của tôi? Nè Sĩ, con đi lên phòng đi. Vô duyên quá. Chị giả vờ giống như là em không có tiền đóng tiền nhà trọ, chị mới đuổi em ra được. Rồi khi mà cổ đòi trả tiền nhà trọ giúp em á, chị nói không, chị nói là nhà này đã có người thuê rồi. Nghe em mà kịch tính quá vậy. Và cuối cùng là em sẽ trả tiền trọ cho chị một năm luôn, mặc dù em ở hay không ở. Được rồi. Chị Tư ơi. Dạ, bà chủ kêu tôi. Chị lên dọn cái phòng trống để cậu Duy Long ở nghe. Tôi lên dọn phòng. Chắc là con đói lắm rồi ha, để bác xuống bếp coi kiếm cái gì cho con ăn. Dạ. Nè, anh để cặp ra đây đi, để một hồi chị Tư dọn cho. Nhưng mà... Để xuống dưới đây chơi đi anh. Con xin phép ba. Đi đi đi. Phòng này bà chủ cứ chuẩn bị cho cậu đó. Cậu nghỉ ngơi đi. Dạ, cảm ơn chị. Cậu cần gì á, cứ gọi tôi. Phòng tôi dưới đằng trệt á. Chị, cho em hỏi cái này được không? Gì? Phòng cô chủ với ông bà chủ có gần đây không? Phòng ông bà chủ với cô chủ á, đằng này nè. Ủa? Mà cậu hỏi phòng cô chủ làm chi vậy? Dạ không, em hỏi cho biết chứ không có ý gì đâu. Ừ, thôi, giờ tôi đi ngủ đó. Cậu cần gì á thì cứ kêu tôi nha. Đinh ninh ông Thức là người giết chết cha của mình, nhưng có một số người lại cho rằng đó là má của mình. Nếu mình tìm được cây ba toan nằm trong tay của ông Thức thì lúc đó mới mong ép ông chính miệng nhận mình là hung thủ. Con ăn đi. Mà sao tự nhiên con đòi ăn cơm chiên vậy? Dạ, ở nhà ban đêm có hay ăn cơm chiên lắm. Chị còn thấy nó đơn giản dễ làm. Má em nấu món gì cũng ngon hết, nhưng mà cơm chiên trứng này là ngon số 1 luôn đó nha. Mình nấu gì mà thơm quá vậy? Em đang chiên cơm. Ngày nào cũng cơm chiên, ăn nóng lắm đó. Nhưng mà con thích ăn cơm chiên của má. Con nít ăn cơm chiên nhiều không có tốt đâu nghe con. Nhưng mà con thích ăn cơm chiên của má. Đặc biệt á là cơm chiên trứng của má, ngon số giác luôn. Đây, cơm chiên nhiều trứng của con. Dạ con cảm ơn má. Ngon không? Dạ ngon. Ừ. Ngon chứ. Ngon chứ. Cơm chiên nghĩa tình sao mà không ngon cho được. Dạ đúng, cơm chiên nghĩa tình. Vậy thì hai cha con phải ăn hết cơm chiên nghĩa tình của má nghe. Dạ. Ăn đi con. Dạ.
ngon lắm. Ở nhà con ăn cơm chiên không à? Cơm chiên với trứng lần đầu tiên con ăn. Nếu mà anh thích ăn món này, em sẽ nói má chỉ em cách chiên rồi em làm anh ăn. Em với anh cùng ăn với nhau nha. Con bé này, bình thường có bao giờ má thấy con ăn cơm chiên trứng đâu. Bày đặt hôm nay ăn cùng với anh Duy Long nữa. Má này, tự dưng hôm nay con thích chú Bộ. Với lại anh Duy Long thích món gì thì con thích món đó luôn. Thôi, hai đứa ngồi dưới đây chơi, con ăn hết dĩa cơm đi nha. Dạ. Bác lên trên với bác trai một chút. Má em thương ba em lắm á, cũng giống như là em thương anh vậy đó. Ủa, sao anh không ăn tiếp đi? Ngon, nhưng nóng lắm. Vậy để em xuống bếp làm cái gì khác cho anh ăn nha. Anh đợi em làm nhanh lắm. Tiếng đàn là tiếng lòng tôi, đàn ơi hát câu chung tình. Tiếng đàn cất lên câu nỉ non, thương lòng tôi phận kiếp lòng đồng. Nỗi lòng chẳng biết to cùng ai, buồn thương nhớ mong đêm dài. Biết rằng người đã phụ tôi, nhưng lòng tôi vẫn chẳng hề phai. Nghe tiếng đàn thở than, cõi lòng miên man kêu tịch tình. Chị Tư nói đây là phòng làm việc của ông Long. Ủa, anh Duy Long. Em định đi qua phòng để hỏi thăm anh coi có ngủ được không nè. Ai vậy gặp anh ở đây? Anh làm cái gì vậy? Bộ khó ngủ hả? Là hơi lạ chỗ, cho nên cũng hơi khó ngủ chút. Chỉ lại anh cũng hơi đói bụng á. Nhà bếp đâu ta? À, anh đói bụng vậy thì xuống bếp đi, em nấu cái gì cho anh ăn đi. Anh nghĩ bây giờ chắc là cũng khuya rồi, mà phiền em phải nấu đồ ăn nữa. Không sao đâu, thôi bây giờ anh cố gắng anh ngủ tới sáng cũng được mà. Ê, anh Long, anh khó ngủ hả? Em cũng đang khó ngủ nè. Hay là bây giờ tụi mình ra sân hóng gió đi. Hóng gió cho tinh thần nó thoải mái, mình vô mình sẽ dễ ngủ hơn. Nhưng bây giờ cũng khuya rồi, mà hóng gió cái gì vậy? Thì chính vì khuya, gió lớn mới dễ hóng. Thú vị lắm á. Sẵn tiện mình ngắm trăng luôn. Hôm nay có trăng đó anh, đẹp lắm. Bây giờ anh ra sân trước đi. Em pha 2 ly trà gừng, xong rồi em lấy sách ra, hai đứa mình đọc. Vừa hóng gió, ngắm trăng với đọc sách luôn. Anh ra sân trước nha. Giờ này mà hóng gió, ngắm trăng. Không ngờ mình có cô em gái cũng độc đáo ghê thiệt. Anh! Sách nè. Anh biết không, cứ tối tối mà không ngủ được á, là em sẽ ra đây ngồi, em vừa đọc sách của anh, em vừa ngắm trăng, rồi sẵn tiện ngắm luôn hình anh ở trong sách đó. Không khí đây trong lành mát mẻ như vậy, ngồi đọc sách là đúng rồi đó. Nhưng tại sao đọc sách không lo đọc mà lo ngắm anh vậy? Hỏi câu gì chứ quốc à. Thì người ta ái mộ anh, người ta nhìn hình của anh là chuyện đương nhiên rồi. Chỉ có điều em không ngờ là ngày hôm nay em không cần phải ngắm hình anh ở trong sách nữa, mà các anh ngồi đây cho em ngắm luôn rồi nè.
Ờ thì đó là em may mắn đấy nha, lo mà tận hưởng đi. Anh đọc sách cho em nghe nha, em thích cái sách này lắm á, em thích đoạn này lắm luôn á, anh đọc cho em nghe đi. Thôi em là độc giả, em phải đọc em tự cảm nhận chứ. Nếu mà anh là người viết nè, anh đọc đương nhiên anh nói khen của anh hay rồi. Vậy thì để em đọc cho anh nghe nha. Em thích nhất là cái đoạn này trong sách nè. Đâu đoạn nào? Hai người yêu nhau rất say đắm, nhưng chính bản thân anh cũng không ngờ, ngay từ giây phút đầu anh không hề thích cô, và thậm chí hai người lại còn rất ghét nhau. Nhưng với sự chân thành nhiệt huyết của cô gái thì cuối cùng chàng trai cũng đã thuộc về cô và chấp nhận mỗi buổi tối sẽ xuất hiện trước mặt cô cho cô ngắm. Thôi đi cô, cái đó là văn của cô, văn tôi biết vào hồi nào. Em chỉ thử anh thôi mà, nhưng mà cái chuyện đó là có thiệt đó. Mai mốt á hả, anh phải để cái chuyện đó vô trong chuyện của anh á, nhớ chưa? Thôi đọc sách đi, rồi để anh đọc lại coi cái văn của anh cái nào dở thì anh bỏ coi. Không ngờ hai cái đứa này lúc nào cũng bám dính lấy nhau không rời. Sao mình cứ thấy quen quen mà không nhớ được là đã gặp cậu này ở đâu rồi. Để tao thử coi mày sẽ làm được những gì. Hôm nay bác có nói chị Tư nấu món bánh canh bột gạo, không biết là con có thích ăn món đó không? Còn món nào con cũng ăn được hết á. Con từ nhỏ mồ côi mà, cơm đường cháo chợ. Lớn lên á thì con đi học nhà báo, cho nên rè đây mai đó, cho nên bắt buộc phải thích nghi thôi. Vậy tính ra ngành nghề của con cũng thú vị quá ha. Chẳng bù cho bác, suốt 30 năm rồi bác không có ra ngoài đường nhiều, toàn là ở nhà thôi. Tại sao lại 30 năm? Thiệt ra thì tính từ ngày bác bước chân dọc căn nhà này. Mình à, dù sao cậu Lâm cũng là người ngoài, bớt tâm sự lại đi. Dạ. Ba. Sao con? Ba này, ba nói gì kỳ vậy? Con với anh Duy Long đang yêu nhau thì trước sau gì á cũng là người một nhà mà. Ba nói nghe sao xa lạ quá. Anh Duy Long hả, anh ngại rồi sao? Ba kỳ ghê. À, mà thằng Sĩ đâu rồi? Con đây nè ba ơi. Ba má. Con có dắt Quỳnh về để ăn món bánh canh siêu ngon của chị Tư nấu, với lại để góp phần vui vẻ cho gia đình mình. À, con chào hai bác. Con chợt nhớ ra là con có việc đột xuất, khi khác con ghé thăm hai bác. Con xin lỗi. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh. Em sao vậy? Sao anh biết anh còn tình cảm với anh Long mà anh lại theo đuổi em để làm gì? Đâu phải tất cả những cặp đôi trên thế gian này họ đến với nhau là 100% họ yêu nhau đâu. Anh tin là với tình cảm chân thành của anh, một ngày nào đó sẽ làm em cảm động và em thương lại anh. Anh Sĩ, em nói chuyện với anh đâu một chút.
Em có chuyện gì muốn nói với anh? Anh có thật sự thương Hân? Anh có thật sự muốn đến với Hân không? Đó là chuyện riêng của anh với Hân. Em không nên quan tâm làm gì. Em nên tập trung duy sĩ đi. Tập trung vào làm dâu của Hồng. Em cứ yên tâm, làm dâu nhà hào môn sẽ không như lấy đi một thằng mà có quá khứ nhơ nhớp như anh. Anh Long, anh là người bỏ rơi em mà anh có thể nói được như vậy hả? Em chỉ muốn gặp anh để hỏi anh rằng người con gái thật sự anh yêu là ai. Anh thiết nghĩ anh không có nhiệm vụ trả lời câu hỏi này của em. Anh cũng đã nói với hai bác rồi, tụi mình không còn gì nữa. Nên từ nay về sau, tụi mình nên hạn chế gặp nhau để tránh sự hiểu lầm. Chào em. Còn Hân nó kể với bác, ban đêm con hay đói bụng lắm. Đi xuống bếp bác nấu gì cho con ăn. Dạ con. Đừng có ngại, đi đi xuống đây. Bác nấu cho ăn chứ không đói không có ngủ được đâu. Đi. Con ăn liền đi cho nóng. Chắc là công việc của con phải đi làm suốt, không có ai nấu cho con ăn đâu ha. Con tự nấu. Con giống con trai của bác quá à. Nó cũng không có chịu ăn hành lá. Há miệng ra, ăn cho mau hết bệnh. Không biết ăn cũng phải ăn nữa nè. Hả mày ra, ăn vô. Không ăn cũng phải ăn nữa. Hả mày ra, nhanh lên. Cãi lời cha là cha đập đó nha. Hả mày ra, không ăn cũng phải ăn, nhanh lên. Chuyện gì vậy Minh? Hả? Cái gì vậy? Má ơi, con không biết làm rồi. Cha cứ bắt con làm rồi à. Trời đất ơi, Mình ơi là Mình. Từ đó giờ thằng chồng nó có biết ăn hành đâu. Sao Mình nấu cháo hành cho nó vậy? Thì bây giờ nấu cháo hành ăn mới giả cảm. Chứ bây giờ nấu gì giờ? Thôi được rồi, anh làm cái gì anh làm đi. Em biết tính con, để em lo cho con. Em biết chăm á, thì chăm đi. Lần sau mà cãi lời cha là cha đập đó nha. Không khóc nữa, nín nè. Không sao đâu, để má nấu cháo khác, không hành cho con nghe. Rồi, nằm xuống đi chậm. Sĩ hả bác? Không, thằng Sĩ nó còn có một người anh nữa. Chắc bây giờ nó cũng trạc tuổi con đó. Năm đó có biến cố xảy ra, bác và con trai của Mình đã phải chia tay vĩnh viễn. Từ ngày đó, bác đã lạc mất con trai của Mình. Chắc hẳn ngày đó biến cố lớn dữ lắm, cho nên người mẹ mới để lạc con của Mình luôn không bác? Bác rời xa con Mình vì bác có lý do riêng.
Bác định mọi chuyện để êm xuôi thì bác sẽ quay trở về để đón con mình. Nhưng mà khi quay trở về thì con trai của bác cùng với bác của nó đã rời xa quê hương, và bác không bao giờ tìm gặp lại được nữa. Cho dù có lý do gì đi nữa, nếu là con sẽ không bao giờ bỏ lại con mình. Vì điều đó khiến cho đứa trẻ phải khốn khổ biết bao nhiêu khi thiếu vắng tình mẹ. Con xin lỗi, con no rồi. Tiếng lòng tôi đàn ơi hát câu chung tình, tiếng đàn cất lên câu nỉ non thương lòng tôi phận kiếp lòng đồng. Nỗi lòng chẳng biết to cùng ai, buồn thương nhớ mong đêm dài, biết rằng người đã phụ tôi nhưng lòng tôi vẫn chẳng hề phai. Nghe tiếng đàn thở than, cõi lòng miên man kêu tịch tình tan. Ai oán hờn vì ai, tiếng nghe thở dài khiến đàn tôi đứt dây. Tiếng gõ nhịp chẳng lẽ người phụ nữ đó vẫn còn nhớ tới mình sao? Không đâu, không phải. Chỉ là bà ta hối hận nên bà ta mới nhớ tới mình thôi. Sợ tối anh ngủ anh khát nước mà anh không biết chỗ lấy nên em bưng sẵn để đây cho anh nha. À, anh biết rồi, em cảm ơn. Em đi nha. Mà anh à, anh ngủ được không vậy? Anh ngủ được. Em sợ là lạ chỗ rồi anh khó ngủ thôi à. Nếu mà anh ngủ được thì hay quá. Ngủ ngon nha. Em ngủ ngon. Anh Duy Long. Chuyện gì nữa? Thôi không có gì. Ngủ ngon. Cô em gái nhỏ và đáng thương này phải nhanh chóng tìm ra được cái bà Tôn để kết thúc vụ án và nói toàn bộ sự thật cho cô ấy thôi. Anh hai, thím xuống đây làm gì? Thím định đi theo tôi tới bao giờ? Tôi đã nói với thím rất nhiều lần rồi là thằng Chẩm nó không có ở đây. Mà thật lòng tôi cũng không muốn nó gặp thím đâu. Anh hai à, chẳng lẽ anh hai cứ để cho em phải sống khổ như vậy đến chết mà không gặp lại được con hay sao anh hai? Vì nếu như gặp nó, thím sẽ giải thích với nó như thế nào về những chuyện đã xảy ra mà không làm cho nó tổn thương. Tôi nuôi thằng Chẩm từ lúc nó còn nhỏ xíu à, cho nên tôi luôn coi nó như con ruột của mình vậy đó. Vì vậy tôi không muốn bất cứ thứ gì làm tổn thương nó. Thím đi về đi.
Kể cả đó là má nó sao anh hai? Đúng vậy, cho nên thím về đi. Nhà này lạ ghê á, tự nhiên rước thì ông nhà văn về, đi tới đi lui không có làm gì hết á. Cậu Long, cái nhà không có gì để viết văn đâu, cậu đừng có tìm chi, mất công lắm. Chị, em có thể hỏi chị chuyện này được không? Hỏi đi. Chị ở trong nhà này, có bao giờ chị thấy cái gậy ba toan mà nó có hình đầu rồng không chị? Không phải cậu định viết văn về nó chứ? Dạ đúng rồi, chị có thấy không? Trời ơi, cái nhà này á, đâu có ai già đâu mà cần cái gậy đó. Cậu muốn tìm thì tìm nhà khác đi. Đương nhiên là không có rồi, còn hỏi thừa ghê á. Anh. Nhưng mà anh, đi lên đây em cho anh coi cái này là vui lắm. Đi. Đây, xin mời vào tham quan. Sao, bất ngờ chưa? Không tin chứ gì? Đây á, là toàn bộ những hình ảnh của anh. Rồi nè, còn đây á, là những quyển sách nổi tiếng, nhiều độc giả hâm mộ đọc nhất của anh. Còn nguyên cái kệ sách này á, là sách của anh viết vào những thời kỳ đầu khi mới bắt đầu viết sách. Tất cả mọi thứ á, em đều có hết. Anh có biết có hỏi người ta phải hâm mộ anh đến cỡ nào mới có toàn bộ mọi thứ với anh vậy không? Nếu anh được nhiều độc giả hâm mộ như em á, chắc anh giàu to ha. Anh nói sao vậy? Em thấy anh á, cũng quá cho người hâm mộ mà. Nè, có biết là ngày xưa á, người ta phải khó khăn như thế nào mới có thể tiếp cận được anh không? Khó khăn lắm luôn đó. Ờ, anh cũng hơi bất ngờ á. Mặc dù là tụi mình đã ngỏ lời yêu nhau chính thức rồi, nhưng mà nói thiệt nha, sao em vẫn cảm thấy có một cái khoảng cách gì đó giữa em với anh, khiến em không thể gần anh hơn được nữa. Hay là do em nhạy cảm quá vậy? Đúng là nhạy cảm quá đó chứ gì nữa cô ba. Chứ anh thấy bình thường mà. Duy Long, em hỏi anh cái này, anh trả lời cho em nghe thật lòng nha. Thì em cứ hỏi đi, anh biết tới đâu anh trả lời tới đó. Anh có thương em thiệt không vậy? Có chứ, còn hơn chữ thương nữa. Đây là tình cảm thiêng liêng mà anh từng có trong đời. Nó thiêng liêng vì anh luôn xem em như một người em gái của anh. Xin lỗi em gái của anh. Hay quá ha, thể hiện tình cảm quá ha, thể hiện tình cảm lộ liễu. Ba mà biết chuyện này á, ba chửi cho mà coi. Mắc gì chửi? Chửi anh thì có.
em với anh Long đã chính thức yêu nhau, có xin phép ba má đàng hoàng, ba má cũng đồng ý rồi mà. Sao? Anh nhà văn nổi tiếng, nổi cục, nổi cộm, nổi đình, nổi đám, không định đi làm ăn kiếm sống nữa, qua đây canh nhà, canh chùa, canh miễu, định bỏ luôn cái nghề làm nhà văn, qua đây làm ở rể hả? Nè, anh nói cái gì kỳ cục vậy? Anh vô duyên quá à. Anh đi về phòng của anh đi. Anh còn đứng đây nữa hả? Em mét ba đó. Xin mời, cứ tự nhiên. Định vô đây giành hết phần của tôi đúng không? Để tôi nói với ba má tôi sắp xếp cho. Tôi chỉ chấp nhận anh quen với em gái của tôi thôi, còn phần đó là của tôi. Đi về phòng đi. Anh à, ông anh hai của em á, tính tình nóng vậy từ nhỏ á, anh đừng có để bụng nha. Yên tâm đi, anh không để bụng đâu. Anh hứa với em nha, từ nay á là anh không được làm cái gì khiến cho em cảm thấy giữa em với anh có khoảng cách nữa đó. Chú ba. Gì mày? Chú là thăm cô Hằng hả? Thì tao chủ yếu lên đây thăm nó, không có nó tao lên đây làm gì. Vậy á, chú vô trọng nhanh đi, còn có tin vui báo chú biết đó. Tin gì vui? Không lẽ nó có chồng? Chú muốn biết, chú vô nhanh đi, biết liền à. Trời ơi. Ôi trời trời trời, ổng làm những thương của Út dữ trời. Anh nghĩ là đoạn nó cũng hay á. Ủa à. Chú ba. Là sao? Thì là vậy đó, con xin thông báo chú ba một tin vui. Đây là bạn trai của con. Tụi con đã chính thức yêu nhau, có xin phép ba má, ba má cũng đồng ý luôn rồi. Vui không? Bạn trai. Ừ. Tin vui. Chào chú ba. Ôi dạ. Chú ba sao vậy chú ba? Chú ba đau bụng ạ. Tư. Hử? Mày có biết thằng nhà văn nó vô nhà này làm cái gì không? Thì cậu Long nói á là ở nhờ ít hôm thôi, vì chủ nhà của cậu ấy đuổi, chưa tìm được nhà mới. Nhưng mà tôi thấy nha, đó không phải là ý đồ chính đâu. Chứ ý đồ chính là cái gì? Cây ba ton gì đó. Hả? Cái gì? Thì cây ba ton chứ cái gì. Mấy bữa nay hả, cậu ấy cứ dò hỏi tôi hoài luôn á. Nhưng tôi nói á, đâu có đâu. Muốn tìm cây ba ton á thì tới nhà mấy người nào mà có mấy người già già đó. Còn nhà này hả, toàn là đàn ông phong độ, phụ nữ trẻ đẹp không mà. Thì làm gì cần cái cây đó mà chấm biết nữa. Thôi chết tôi rồi. Mình biết ngay nó vào nhà này là có ý đồ gì mà. Nó mà tìm ra cây ba ton thì coi như mình tiêu đời. Chú ba. Hả? Chú muốn ăn gì không? Tôi có nấu mấy món chú thích kìa. Thôi, tao giọng hết vô rồi. Mày giọng hết mình mày đi. Trời, bữa nay ăn giùm chú nữa hả? Nè, chú. Chú. Con làm gì vậy? Con làm gì vậy? Con đi ra khỏi căn nhà này ngay. Đi. Tại sao tôi phải ra khỏi căn nhà này, trong khi tất cả chủ nhân căn nhà này không phản đối? Người ta không phản đối á, bởi vì người ta chưa có biết cậu là con của bà Thành, con của chị hai tôi là... Tôi mong mọi người biết tất cả. Tôi mong sự thật lộ ra ánh sáng. Lúc đó cái chết của cha tôi sẽ được minh quan. Tôi có làm gì đâu. Mà sao cậu nói chuyện cậu nhìn thẳng vào mặt tôi, giống như tôi là kẻ giết người vậy? Ông có giết người hay không thì tự ông biết, trời biết, đất biết. Còn tôi không biết, cho nên tôi phải đi tìm ra sự thật. Mà thôi cậu ơi, chuyện đã 30 năm xả lắc xả lơ rồi, môi rồi làm chi? Tôi không cam tâm cho nên phải đi tìm. Đi kiếm chú khác mà môi, tự nhiên đi vô nhà của người ta. Cậu biết cậu làm như vậy là cậu phá nát gia đình của người ta không? Tôi không có phá nát gia đình người ta, mà tôi chỉ muốn tìm được kẻ đã phá nát gia đình tôi. Cậu muốn đi tìm, đi chú khác mà tìm. Cậu cứ biết cậu làm như vậy là cậu sai không? Ủa? Chú ba, anh Duy Long. Hai người làm cái gì đây, cãi nhau lớn tiếng quá vậy? Đâu có gì đâu con. Chú với nhà văn đang nói chuyện vui. Vui với nhà văn. Tại vì
Nói chuyện hơi vui cho nên hơi lớn tiếng. Vậy phòng của ai nói vậy đi nha. Nha, vui nha, vui, vui. Nè, nhìn rõ ràng là hai người á hả, không có nói chuyện vui. Con biết là chú Ba với Như Long đang cãi nhau. Cãi cái gì? Hồi đó đến giờ chú không có thích ảnh. Hôm nay chú biết ảnh với con chính thức yêu nhau nên chú lại kiếm chuyện phá đám đúng không? Con nói rồi đó, chú cứ gây sự với ảnh hoài, con giận chú luôn á. Hôm nay đáng lẽ ra chú phải chúc mừng con chứ. Chú kỳ quá. Cái nhỏ này, trời ơi, đáng lẽ tôi phải giận nó, bây giờ đi giận ngược luôn trời. Luôn có thằng quỷ vô đây ở còn chi không biết nữa. Mày làm cái gì vậy hả? Nè, mày buông ra coi. Anh hai, sao liều mạng vậy? Thằng Chẩm là con của ba Thành, tự nhiên anh để vô nhà rồi anh cho nó quen với con Hân nữa. Em muốn đồng ý đâu nha. Với con Hân á, mày có quyền gì mà lên tiếng hả? Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, làm ơn đi, đừng có liên quan gần gũi với con nhỏ nữa. Rồi bao nhiêu thói hư tật xấu của mày á, ảnh hưởng tới nó hết, mày hiểu không? Anh có nói quá không vậy? Em thấy con Hân nó thương em còn hơn thương anh nữa đó. Anh đừng có thấy cái chuyện đó rồi anh ganh tị với em nha. Mà dù gì nữa thì em cũng không có đồng ý cho con Hân nó quen với cái thằng Chẩm đó đâu. Em thấy không có ổn. Mày thấy không ổn á thì làm sao? Thì cái gì? Không trả lời được đúng không? Anh hai, thằng Chẩm nó vô đây á là để nó tìm cái cây ba thon đó. Cô ấy anh thủ tiêu cây ba thon đi. Mày kín miệng giùm tao chút được không? Chuyện đó để từ từ tao tính. Chị hai của mày chưa biết nó là thằng Chẩm, chưa biết nó là đứa con của thằng chồng Quang Nghiệt. Mẹ kiếp, 30 năm rồi mà thằng đó cứ theo ám tao hoài. Trong lúc chị hai chưa biết mặt thằng đó ấy, anh đuổi đi càng xa càng tốt. Hôm nay chứ anh để cái ung nhọt ở trong nhà nghe, lâu ngày á cái ung nhọt đó, nó bể ra một cái lò thú rùm cả nhà mình luôn á. Mày khùng hả? Tại sao tao phải đuổi nó, rồi tao phải mất công đi tìm nó để thủ tiêu? Tao cứ để cho nó vui đùa thỏa thích trong nhà của tao đi, có nó dở trò gì rồi sau đó tao mới tra tay trừ khử nó nhanh gọn lẹ, mày hiểu không? Trừ khử? Anh hai, anh định ai chia cắt tình cảm của vợ chồng tao, ai cản trở tao đều có nguy cơ ra đi hết. Anh đuổi ra khỏi nhà được rồi, chứ đừng có... Mày biết cái gì mà nói, đâu phải vô tao đâu. Gia tài của tao, tình yêu của tao với Hải, tao đã gây dựng biết bao nhiêu lâu nay, vậy mà sao có nguy cơ bị mất vì thằng Chẩm. Khốn kiếp thiệt, tao đã định dừng lại không đi tìm nó rồi, để cho quá khứ ngủ yên rồi, vậy mà nó đâu có muốn. Thôi, em đi về nhà ba Năm đi. Chứ em ở đây á, có ngày em đau tim em chết á. Mày đi lẹ giùm tao đi, kính kẻ giùm tao chút. Cuối cùng thì mình cũng nhìn thấy được hung khí giết chết cha mình. Ừ,
Cây ba ton đang nằm trong tay tao. Thằng nhà văn khốn kiếp, mày có đi tìm thì cũng giống như là mò kim đáy biển thôi. Gió đưa cành trúc lá là nóc qua nóc lại hết bà nó hai trái. Bây giờ còn có nửa trái. Chú mời cháu rể tương lai dẫu cầu. Nào, buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Ông đi vô đây. Ông đi với tôi. Vô xuống dưới đây là muốn vô nhiều ly vô. Ông vô với tôi. Buông ra. Buông ra. Hôm nay chị đến đây có chuyện gì không ạ? Tôi muốn anh viết báo để tìm lại đứa con thất lạc của tôi. Hả? Đứa con thất lạc? Ủa, nếu mà chị không nói ra thì tôi cũng không biết anh chị có một đứa con thất lạc. Dạ, thiệt ra chuyện này cũng đã xảy ra lâu rồi. Ai cũng muốn giấu. Nhưng mà dạo gần đây tôi có một linh cảm, con trai của tôi vẫn còn ở đâu đó xung quanh tôi. Nhưng tôi tìm mọi cách rồi vẫn không ra. Bây giờ chỉ còn phương án cuối cùng là nhờ đến báo chí vậy. Như vậy là chị làm đúng rồi đó. Chúng tôi sẽ cố gắng. Nhưng mà nếu câu chuyện của mình thật sự cảm động, tôi sẽ giới thiệu một người đến gặp chị. Anh ta sẽ viết ra một cái câu chuyện dân Sài Gòn, thậm chí dân cả nước mình sẽ cùng đọc. Rồi cái cơ hội tìm được cháu sẽ lớn hơn. Vậy anh giới thiệu người đó cho tôi đi. Hiện tại bây giờ thì cậu ấy chuyển qua làm công tác viên, cho nên là không có thường xuyên có mặt tại tòa soạn. Tôi sẽ dẫn chị xuống chỗ làm việc của cậu ấy, rồi cho người gọi cậu ấy về. Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Dạ mời bà. Đây, đây là phòng làm việc tập thể. Còn cái đây á là cái bàn làm việc của nhà văn Duy Long. Nhà văn Duy Long? Bà có quen với nhà văn Duy Long à? Tôi cũng biết chút chút. Nhà văn Duy Long cũng là nhà văn nổi tiếng mà. Dạ. Tôi lại không ngờ bàn làm việc của cậu ấy lại giản dị đến như vậy. Dạ. Tôi quên nói nữa. Nhà văn Duy Long này á là một cái nhà văn lập dị, cho nên là những cái đồ vật ở trên bàn là cậu không có thích cho ai đụng vô. Thậm chí ngay cả bản thân tôi, mà tôi lỡ tôi đụng vô, cậu cũng giận tôi nữa. Cho nên là thôi bà cứ ở đây đợi ha. Tại vì tôi có cho người đi kêu cậu về rồi. Cảm ơn ông. Dạ, xin phép. Ở nhà ban đêm có hay ăn cơm chiên lắm.
Mình có nhìn nhầm không đây? Chẳng là nhà văn Duy Long. Chẳng là nhà văn Duy Long. Nhà văn Duy Long là chậm. Nhà văn Duy Long là chậm. Chậm của má đây rồi. Chậm của má đây rồi. Nhà văn Duy Long chính là con trai mình. Chính là thằng chậm. Người mà mình cần tìm 30 năm qua, xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mặt. Ông trời ơi, ông đang trêu đùa con đúng không? Nỗi lòng chẳng biết to cùng ai, buồn thương nhớ mong đêm dài. Nhà văn Duy Long là chậm, con trai mình. Còn con Hân, nó cũng là con gái mình. Anh em tụi nó nghe tiếng đàn thở than, cõi lòng miên man kêu không được tình tan. Ai oán hờn gì ai, tiếng nghe thở dài khiến đàn tôi đứt dây. Chú Phú kêu anh lên tòa soạn gấp, vì có người đặt hàng kêu anh viết sách để tìm con. Viết sách để tìm con? Đó là lần đầu tôi nghe. Nhưng đó là cách chú Phú đã tư vấn cho người đàn bà kia. Bà ta là ai? Em cũng không biết nữa. Nhưng đó là một người phụ nữ đẹp và sang trọng. Được rồi, để vô tôi gặp bà ta. Lòng miên man kêu tịch tình tan. Ai oán hờn gì ai, tiếng nghe thở dài khiến đàn tôi đứt dây. Tiếng gõ nhịp sông lan khiến ai loan nhịp cho đời buồn thương. Buồn thương cho kịp tình. Chậm là nhà văn Duy Long. Duy Long là chậm. Mệt quá má ơi. Chậm ơi, chậm ơi, để má đưa con đi lên nhà thương. Đàn ơi hát câu chung tình, tiếng đàn cất lên câu nỉ non. Thương lòng tôi phận kiếp lòng đồng, nỗi lòng chẳng biết to cùng ai. Buồn thương nhớ mong đêm dài, biết rằng người đã phụ tôi, nhưng lòng tôi vẫn chẳng hề sông lan khiến ai loan nhịp cho đời buồn thương. Buồn thương cho kịp chung tình. Là chậm đúng không? Con là chậm. Má không nằm mơ chứ?
Đã 30 năm rồi, con lớn nhanh quá. Nhà văn Duy Long của má, má tệ quá. Bao nhiêu ngày qua má sống bên cạnh con mà má không nhận ra con. Nhưng không sao, ông trời đã cho má gặp con. Bây giờ ông trời trừng phạt má như thế nào má cũng chịu. Má nhớ con lắm chả má, má nhớ con. Bà đừng có đóng kịch ở đây. Chắc tội lỗi của bà chắc nhiều hơn núi, bà mới khóc lóc như vậy đúng không? Má biết, má biết là bây giờ má có giải thích như thế nào thì con cũng không nghe má. Trong lòng con nhiều uẩn khúc và không bao giờ tha thứ cho má. Nhưng mà má mong trong tương lai mọi chuyện sẽ sáng tỏ hết. Bà làm ơn đừng kêu má con với tôi. Tôi không dám nhận một người má giàu sang và quyền quý như bà. Tôi chỉ là một thằng nhà văn bị mồ côi cha, và có một người cha là một thằng ăn trộm bị người ta chặt đầu. Chậm, con đừng nói như vậy, má đau lòng mà chậm. Mọi chuyện rối quá, bây giờ má không biết phải kể cho con bắt đầu từ đâu. Nhưng mà má nhớ con chậm, má nhớ con. Rồi, bà phải biết, bà mấy năm trước bà quăng tôi ra đường đi theo cuộc sống giàu sang. Bây giờ bà gọi tôi là chậm hả? Đừng bao giờ gọi cái tên chậm trước mặt tôi. Và mong bà quên luôn cái tên chậm đi. Bà cứ tưởng tôi sẽ tha thứ cho bà vì bà khóc lóc như ngày hôm nay hả? Không bao giờ. Từ cái ngày bà bỏ tôi đi, khi gia đình nó gặp biến cố lớn, thì bà phải hiểu một điều là tôi không bao giờ tha thứ nhận bà đâu. Bao nhiêu năm qua tôi cố tìm gặp bà để hỏi một điều. Có phải bà chỉ là hung thủ giết chết cha tôi hay là gã nhân tình của bà? Bà trả lời đi. Không đâu chậm. Ngày đó má đã quay trở về để gặp lại hai cha con. Nhưng cha con đã mất, má không hề biết ai là người giết cha con cả. Bà nghĩ tôi tin bà. Bà nghĩ tôi tin bà, tại vì tôi nghĩ dù sao phải đối chất với bà một lần thôi. Con đứng lại đó. Má cũng có chuyện cần hỏi con. Lúc nãy khi con gặp má, con không hề bất ngờ. Có phải là con đã biết má từ trước rồi đúng không? Phải. Bà thấy được cửa đúng không? Trong khi người đi tìm là tôi, là tôi chứ không phải là bà. Lúc đó bà mơ bị thì bà đã phải yêu tôi và thương tôi. Vậy chuyện con bé hơn, con biết đó là em mình đúng không? Con trả lời cho má biết đi chậm. Con tiếp cận con hơn là có ý gì? Con muốn gì hả chậm? Chẳng lẽ vì hận thù mà con yêu em gái của mình để đạt được mục đích sao chậm? Con trả lời má đi. Chậm. Đưa bà đi thì phải đi đến nơi về đến chốn. Làm ăn sống nhân vậy là sao? Dạ, bà đòi xuống xe nha chủ chợ. Bà nói với con á là muốn đi mua mấy món đồ gì đó đó. Rồi bà kêu con đi về đi. Mà ông biết rồi đó, con có dám cãi lời bà đâu. Đi ra ngoài. Dạ.
Má của mấy đứa mang tiếng sống ở Sài Gòn 30 năm, vậy mà có đi đâu nhiều đâu. Đi đâu thì cũng có kẻ đưa người trước, thả ra là đi lạc ngay. Tôi để con đi tìm má nha ba. Con cũng đi luôn nha ba. Má, má. Má, má. Minh à. Má. Má. Má mệt quá, má muốn nghỉ ngơi. Chậm ơi, chậm. Em à, em à, em có sao không? Sự việc lần này là có liên quan tới thằng con Quang đó. Vì nó còn sống ngày nào là hiện tại của mình sẽ bị hủy hoại ngày đó. Muốn tìm gì ở đây? Tôi muốn tìm sự thật. Sự thật về cái chết của cha tôi 30 năm về trước. Bác không cản chuyện con đi tìm cái chết của cha con, nhưng việc đó nó có liên quan gì đến chuyện con lợi dụng em gái con để bước chân vô căn nhà này hả Long? Tôi thật sự không hiểu là bà đang cố tình che đậy cho người chồng thứ hai của mình, hay là bà thật sự là không biết. Tôi nói cho bà biết, tôi vào căn nhà này để vạch mặt ông Thức, người đã giết chết cha tôi 30 năm về trước. Dượng con không bao giờ làm chuyện đó. Má dám đem cả cuộc đời của má ra để đảm bảo. Dượng con vẫn tiếc thương và nhớ về cha con với lòng thành kính. Tại sao vậy? Tại sao bà tin ông ta mù quáng vậy hả? Nhưng bây giờ bà muốn sao? Bây giờ chỉ cần tôi tìm được kem ba to. Kem ba to có hình đầu rồng, đó chính là hung khí đập vào đầu cha tôi khiến cha tôi chết. Lúc đó bà mới tin tôi đúng không? Được rồi, vậy thì theo tôi. Hôm nay tôi sẽ cho bà thấy bộ mặt thật của người chồng sống chung với bà 30 năm giả dối như thế nào. Cây ba con nằm trong đây. Còn đây là chìa khóa. Cậu con rể tương lai định lục tìm gì trong phòng làm việc của tôi vậy? Ngay bây giờ tôi sẽ đưa bộ mặt ông ra ánh sáng. Ông ở trong tối hơi lâu rồi đó. Cậu Long nói gì tôi không hiểu. Ông sẽ hiểu khi cánh tủ sẽ mở ra. Xin mời, cứ tự nhiên. Rõ ràng ở trong đây mà. Rõ ràng ở trong đây mà. Ông giấu rồi. Cậu Long, cậu càng nói tôi càng không hiểu. Cậu định lục tủ làm việc của tôi để làm cái gì? Trong đó toàn là sổ sách mật cho việc sản xuất và tiêu thụ gỗ của công ty chúng tôi. Ông được lắm. Ông được lắm. Em mệt quá, em muốn về phòng. Khoan đã, để anh nói vài lời với cậu Long đây. Cậu Long à, cậu là nhà báo,
Có phải là cậu lợi dụng mối quan hệ với con Hân để vào cái nhà này tìm chứng cứ của công ty Hải Lâm? Nếu đúng như vậy, tôi xin thưa với cậu, ở đây không có đâu. Bởi vì công ty chúng tôi á, làm ăn đặt luật pháp lên hàng đầu, làm kim chỉ nam. Thật ra thì tôi vô đây, tôi muốn kiếm vài cuốn sách để mà đọc thôi. Tại vì là chỗ khó ngủ quá. Với lại tôi nghĩ trong phòng của bác đây chắc là có nhiều sách hay để mà đọc. Cậu muốn giở trò gì nữa hả? Mình à, mình hay là mình qua phòng ngủ trước đi, rồi em có chuyện riêng muốn nói với lại cậu Long một chút. Thôi được, nhưng em nói ít thôi, còn về phòng nghỉ ngơi nữa. Còn nó, muốn lúc gì thì lúc, muốn tìm gì thì tìm, khi nào thỏa mãn thì thôi. Chậm à, con mù quáng quá rồi chậm à. Mà đã nói với con rất nhiều lần là Dượng con không phải là người như vậy. Mà xin con đừng làm như vậy nữa chậm. Mà khổ lắm rồi chậm mà. Tôi sẽ không bao giờ dừng lại khi mà chưa tìm được bằng chứng. Vậy bây giờ con hãy dọn ra khỏi cái nhà này ngay lập tức cho má, và ngưng ngay việc lợi dụng em gái của con đi chậm. Nó là em gái của con đó chậm. Thì có móng tay nhọn, nhóc con như mày mà đòi đấu với tao sao?